Lê Hiếu thân mật với ca sĩ Khả Linh sau khi chia tay bạn gái. Mặc dù mới quen biết nhưng giọng ca Con Đường Màu Xanh đã nhận lời song ca với đàn em. Chiều ngày 15 tháng 3, Lê Hiếu bảnh bao đến dự buổi gặp gỡ báo chí của ca sĩ trẻ Khả Linh tại Hà Nội. Cách đây không lâu, anh tiết lộ chuyện đã chia tay bạn gái Thùy Linh sau 3 năm mặn nồng. Lý do khiến cho cả hai đổ vỡ xuất phát từ việc Thùy Linh có nhiều hoài bão phát triển sự nghiệp, trong khi Lê Hiếu lại muốn ổn định cuộc sống gia đình, cặp đôi chia tay êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Giọng ca Con Đường Xanh thân mật bên Khả Linh, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi X Factor, Lê Hiếu chia sẻ, anh mới quen biết Khả Linh khi nữ ca sĩ trẻ ngỏ lời mời anh song ca trong mini show vào ngày 20 tháng 3 sắp tới. Tôi có nghe Khả Linh hát nhiều trên YouTube và thấy đây là một giọng hát có hồn. Đó cũng là lý do tôi nhận lời song ca cùng em ấy. Hy vọng biểu diễn sẽ thành công và Khả Linh có bước tiến mới trong công việc, anh nói. Trước tin đồn yêu với Khả Linh, Lê Hiếu khéo léo trả lời rằng, nếu tôi đứng cạnh ai mà cũng bị để ý và có nghi vấn thì đó là điều may mắn với tôi. Riêng về chuyện chia tay bạn gái Thùy Linh, nam ca sĩ từ chối bình luận, bởi những gì muốn nói, anh đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây. Bản thân Lê Hiếu cũng tiết lộ, anh có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới sau nhiều năm lặng lẽ đi diễn. Nam ca sĩ thân thiết bên nhạc sĩ với MC Di Hoại, nhạc sĩ Dương Trường Giang và ca sĩ Khả Linh. Với riêng Khả Linh, cô không tiếc lời khen ngợi Lê Hiếu, anh ấy là thần tượng của tôi. Lúc gặp nhau, tôi thấy anh ấy rất đáng yêu, lại đẹp trai và nam tính. Khi ngỏ lời mời Lê Hiếu song ca cùng mình trong mini show, nữ ca sĩ không hề biết anh mới chia tay bạn gái của mình. Khả Linh sinh năm 1991, từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc như Sao Mai, Khu Vực Phía Bắc, Việt Nam Got Talent, X Factor. Tuy không gặt hái được thành tích cao, nhưng cô tự tin phát triển sự nghiệp solo với việc làm mini show Yêu Thêm Một Cách Khác vào ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội. Ngay sau đó, cô sẽ phát hành album cùng tên với sự hỗ trợ của giám đốc âm nhạc Lưu Quang Minh. Ca sĩ Tăng Ngân Hà là bà bầu hỗ trợ Khả Linh xây dựng hình ảnh và phát triển con đường solo của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!